Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng tại tổ 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có tổng diện tích xây dựng là 35m2, hướng chính là hướng Đông Bắc. Có mặt đường trước nhà là rộng 3m, ô tô có thể đậu trước nhà và lùi vào trong nhà được. Mọi người có thể thấy đây là toàn cảnh ở phía trước của ngôi nhà đây. Và đây là ngõ trước của ngôi nhà. Đấy, ở đằng trước ngôi nhà thì chúng ta sẽ có một cái sân chung của tổ dân phố để sử dụng chung, sinh hoạt chung, rất là tiện. Có thể là đậu ô tô, xe máy hoặc là trẻ con có thể chơi ở phía trước rất là thoải mái. Toàn bộ phía trước của ngôi nhà là được ốp bằng gạch granite cho nên là rất là sạch sẽ. Cửa chính là được chúng tôi là sử dụng là cửa cuốn. Đấy, cho nên là rất là tiết kiệm diện tích không gian của ngôi nhà. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà cho mọi người có thể thấy rõ hơn. Thì chúng ta đang là ở phía bên trong tầng 1. Thì toàn bộ ngôi nhà là đã được hoàn thiện xong 100%. Từ hệ thống sơn, hệ thống điện, hệ thống gạch ốp lát này đều đã hoàn thiện xong hết 100%. Thấy rõ là thiết kế và bố cục của ngôi nhà được thiết kế rất là hiện đại. Đấy, ở tầng 1 là chúng ta sẽ có là một phòng bếp ở phía bên trong. Toàn bộ tủ bếp là sử dụng là bằng tủ gỗ công nghiệp. Toàn bộ tường đều được ốp bằng gạch hết. Mặt bếp là sử dụng là mặt bằng đá granite. Đấy, rất là đẹp. Toàn bộ hệ thống trần ở phía gian bên ngoài là sẽ được là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với lại đèn led. Chúng tôi đã lắp sẵn là quạt trần để cho mọi người có thể là quạt cho là thoáng ngôi nhà, lấy không khí. Đây là khu vực để chứa máy bơm nước. Ở tầng 1 thì sẽ thiết kế thêm có đó chính là một khu nhà vệ sinh. Đây, khu nhà vệ sinh ở dưới tầng 1 đây. Sử dụng là bể của Vigracera, chúng tôi đã để sẵn cái đường ống chờ của mình đóng lạnh và cái đường ống để chúng ta có thể là bắt thêm cái lavabo phụ. Cửa của nhà vệ sinh là được sử dụng là bằng cửa nhôm hệ rất là cao cấp. Toàn bộ tường này đều được ốp lát rất là sạch sẽ. Và ở đây là sẽ có một cái khu là dùng để khu rửa phụ ở đây. Đấy, diện tích 35m đã hoàn thiện xong và được thiết kế rất là rộng, rất là thoáng. Đây chúng ta có thể thấy rõ là ở phía trước nhà đây, đó là cái sân sân sinh hoạt chung của toàn bộ tổ dân phố. Đây, sân rất là rộng. Chúng ta có thể là đậu xe ô tô và vui chơi ở ngoài đấy, rất là thoáng mát. Và sau đây là tôi sẽ giới thiệu ở phía bên các tầng bên trên cho mọi người biết. Thì đây là cái cầu thang đi lên, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ thịt, gỗ lim Nam Phi. Hệ thống mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là sử dụng là bằng đá granite cao cấp. Ở trên tầng 2 thì chúng ta sẽ thiết kế là sẽ có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một phòng khách, phòng sinh hoạt chung của toàn bộ gia đình. Thì đây là toàn bộ khu vực của phòng sinh hoạt chung. Đấy, sử dụng là trần thạch cao kết hợp với lại đèn led. Gạch ốp lát là sử dụng là gạch ốp lát là granite 60-60. Đây là khu cửa để mở thông ra giếng trời nên ánh sáng và không khí cho toàn bộ tầng 2 đây. Đây, rất là thoáng, mở ra gió lùa và rất là thoáng. Đấy, và đây là thông lên trên bên ngoài. Toàn bộ hệ thống ống chờ điều hòa là đã được chúng tôi là thiết kế sẵn. Mọi người là có nhu cầu lắp điều hòa là có thể là lắp luôn vào và dùng luôn được. Ở phía bên ngoài này là phòng ngủ ở tầng 2. Toàn bộ hệ thống cửa là được sử dụng là bằng cửa gỗ thịt, gỗ lim Nam Phi. Cửa rất là to rộng. Đấy. Chúng ta có cửa sổ mở thông ra phía bên ngoài. Đây, cửa sổ bằng nhôm hệ đây, nhìn rất là thoáng và có lan can để bảo vệ. Cũng đã lắp đặt sẵn ống chờ điều hòa. Đây, diện tích phòng rất là rộng, chúng ta có thể
kê được là giường ngủ, bàn trang điểm và tủ quần áo. Đây là nhà vệ sinh của tầng 2. Đấy, nhà vệ sinh của tầng 2 là sử dụng là cửa nhôm hệ Việt Pháp đây. Toàn bộ thiết bị vệ sinh đã được chúng tôi là lắp đặt hoàn chỉnh. Sen vòi Hàn Quốc, bình nóng lạnh, bể Toto, lavabo. Được sử dụng là gạch ốp lát, là gạch kích thước 30-60. Đây, rất là thoáng và phòng vệ sinh nhìn rất là đẹp. Sau đây là tôi sẽ mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Tầng 3 là sẽ được thiết kế là bao gồm 2 phòng. Đó là một phòng ngủ phía bên ngoài và một phòng ngủ ở phía bên trong. Và một phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong này. Toàn bộ hệ thống trần này đều là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn led hết. Có cửa để mở ra lấy thoáng và lấy không khí. Hệ thống ống chờ điều hòa. Đây là cửa thông phòng. Đấy, toàn bộ hệ thống cửa thông phòng là đều sử dụng là cửa gỗ thịt ô liu Nam Phi hết. Đây là phòng vệ sinh ở tầng 2, tầng 3. Đấy, phòng vệ sinh của tầng 3 và tầng 2 là thiết kế là tương tự như nhau. Toàn bộ hệ thống bệt, lavabo, sen vòi, thiết bị vệ sinh và bình nóng lạnh này đều đã được chúng tôi là lắp đặt hoàn chỉnh, mọi người có thể sử dụng được luôn. Và đây là phòng ngoài ở phía bên trên tầng 3. Đấy, thiết kế đúng giống như tầng 2 luôn, rất là thoáng. Đây, chúng ta có thể là đứng từ phía bên ngoài và nhìn vào trong toàn bộ ngôi nhà này. Đấy, thiết kế rất là hiện đại, rất là thoáng. Tiếp theo là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Tầng 4 này sẽ được thiết kế là bao gồm là một sân phơi và một phòng thờ. Đây là phía phòng thờ đây. Phòng thờ nó được lát bằng gạch giả gỗ. Cũng đã có đầy đủ hệ thống ống chờ điều hòa này. Đấy, thiết kế rất là đẹp. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi đây. Ở phía đằng sau đây đó chính là sân phơi. Toàn bộ hệ thống sân phơi này đã được chúng tôi là lợp mái tôn và quây trồng cọp rất là kỹ. Mọi người có thể thấy là ở phía khu vực xung quanh đây là toàn bộ đều là dãy nhà cao tầng. Đấy, khu dân cư ở rất là đông. Ở sân phơi này thì chúng tôi đã thiết kế là khu vực để giặt đồ. Đây là khu vực chờ để đặt máy giặt. Xung quanh rất là đầy đủ tiện ích, trường học, ủy ban, trạm xá và chợ búa, siêu thị. Đấy, mọi người có thể thấy tham quan lại tổng quan toàn bộ của ngôi nhà này, thiết kế rất là đẹp, rất là hiện đại. Và đây là giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng cho ngôi nhà theo ô cầu thang đây. Đây là toàn bộ ô cầu thang. Tôi vừa giới thiệu cho mọi người là ngôi nhà xây mới 4 tầng, có diện tích là 35m2 và có hướng chính là hướng Đông Bắc, nằm tại tổ 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Được chúng tôi thiết kế là bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, 1 phòng bếp và 1 phòng khách. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.600.000.000. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn thêm hoặc tham quan nhà, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.